20 tháng 5 nha các bạn. Đây là cầu cảng Phú Quốc. Vợ mình bữa nay nó thích thâu, thích điệu, nên mình phải thâu cho nó. Nó mua tay mua sách, còn sách bịch sầu riêng chưa về ăn. Ngày nay hai trái quay vô cho coi sách sầu riêng, bịch sầu riêng ở đó. Nó về khỏi bữa. Đẹp quá. Rồi đi thẳng đi cô cưng. Biển núi. Rồi đi tới coi. Đi tới đi. Tháng 5 đó nha. Rồi thôi đi về với tối rồi. Cầu cảng Phú Quốc ấy, bên giờ núi giờ biển giờ sông. Chiều tối rồi. Đi bộ từ nhà ra đây 5 cây số, trở về 5 cây số. 10 cây đi qua cầu mấy cây nữa. Rồi chào các bạn nha. Bữa nay là ngày 20 tháng 5 đó. Vô trong vườn này mua được mấy mảnh cục mới sầu riêng. Ngồi cầu nghe cái cầu gì đó quên rồi. Cầu cảng. Ăn gần hết trái sầu riêng rồi. Bây giờ mới về tới nhà. Bữa nay lội bộ nhiều rồi nha. Đi thôi. Đi lội bộ gần hết. Anh đi bận đi là 6 cây, bận về 6 cây loại chứ ăn chậu 5 cây à. 5 cây không? 5 anh đi 5 cây. 5 cây sao anh biết 5 cây cho thấy dài lắm anh. Rồi anh đi 5 cây, bận về 5 cây. 5 cây là 6, là 10 cây, loại mang qua cầu nữa, cầu cảng nữa là 3 cây đi cầu về. Cầu cảng chắc 2 cây đó. 2, 3 cây thì không biết, nó khỏi kể, cứ tính là 15 cây nữa. Và về bây giờ mới được về ăn miếng cơm sườn này. Mà nó phải công nhận cái cơm tấm mì, cơm tấm sườn chả ở Phú Quốc là số 1 đó. Ngon nhất anh. Tiệm mà có chị thì bán gồm ngon nhất. Bán ngay đầu đường 30 tháng 4 á. Chỗ đêm á. Ngay chỗ mà có tấp mỡ á. Bán vé tàu cao tốc Súp Bờ Đông. Ngon quá. Nó mình đói bụng quá rồi, các bạn ơi. Mua mấy ký măng cục này. Có 40.000 một ký à. Măng cục ngon nghe không? Tươi đó. Măng cục tỏi, mấy số lại luôn. Đó, mình chỉ ở đây chứ có trình đoàn vậy thôi. Canh rau dền với sò điệp. Với cơm có 30.000 ăn quá là đẹp. Chả. Nó phải còn. Chị chua. Chỉ làm sức còn ngon. Đặc biệt nước chả nó chỉ là danh bất hư truyền. Không có lâu là nước chả ngon mà cũng chỉ. Nước chả chỉ làm nó có hôi. Đây, còn ngon quá. Được cái là sườn nướng than than bả bàng. Tiện lợi ha. Ngon quá. Rồi chỉ mua hải sản về nấu luộc ăn rồi thôi, còn cơm thì cứ thể ăn cơm mà nói đụng cái thịt heo thì ra mua cái dĩa. Còn tấm sườn chả 30.000 thôi, mình không có ăn bậy gì đó. Ngon quá. Chấp mỏm không nó giòn quá. Ăn cái cơm cần mua về nhà ăn cho nó lạnh. Không có ăn tiệm, không có ăn quán. Giờ không dám ăn quán tiệm. Người thịt nướng nó ngon quá. Mình thích nhất là sắp mỡ cái gì đó. Nó sắp mỡ luôn. Tối nay ăn chạy muốn sầu riêng ra đừng làm hết hộp nha cưng. Nhiều lắm rồi, nó ăn hơn trái mấy hả? Sầu riêng ngon quá. Chính trời ngon.
ngon hơn. Chào các bạn ơi, tạm biệt các bạn nha. Nhưng coi nhiệt ký Phú Quốc á, coi như là mỗi màn sinh hoạt của chỗ này Phú Quốc làm sao là vậy. Công những cơm tấm thì cơm tấm sườn chả là danh bất hư truyền mà. Ngon quá. Sorry. Mình măng cụt đó các bạn ơi. 40.000 ký. Một cân gọt thì ăn thử được chưa? Không đi, ngon lắm. Thử được ngon không? Rồi. Nhân bức nhớ lại này cũng mấy chục năm rồi không ăn đó. Hồi trước ngày xưa đó mấy. Hồi xưa đó mình ăn một lần mà một giỏ càng xé luôn, nó thúng luôn đó. Ăn chừ cơm nó được thử ra ra ra. Còn quả ngon. Sao nó ngon dữ vậy kìa. Cái trái này ngon nhất. Cái này cái vỏ nó nám phải không đó. Cái vỏ nó nám nhưng mà ở trong á. Ở Mỹ mình mua lâu quá, tại lo thèm. Giá chợ mà mua mấy cục măng cục mà đông đá xíu quá quá ăn thấy ớn. Trái này ngon nhất nè. Vỏ nó nám xấu xấu mà nó ngon quá vậy. Ngày 40.000 ký chưa tới 2 bạc luôn. Mai mình sẽ đi mua thêm chừng 10 ký rồi không? Ăn nhiều nó nóng hơn. Không biết hả? Hồi xưa mình không biết là nhớ mấy chục năm trước ăn nhiều quá. Ăn mùa rẻ, vô mùa. Rẻ lắm. Cảm ơn ơi. Ăn mớ mảng cột xong rồi, bây giờ mình ăn thêm mấy miếng sầu riêng nữa cho nó đủ bộ. Mùa này trái cây ở Việt Nam các bạn ạ. Trái cây. Bò nó quá thì ngon. Trái cây. Tầm Phú Quốc, mình mua Phú Quốc, trái gì nó cũng ngon. Trời nó ngon, dưới này nó ngọt lên cái đầu luôn. Rất là yêu. Cái măng cột ngang nó ngọt nó chua 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 chua. Hết nửa lỗ rồi. Hết nửa lỗ. Đêm nay có bị tào tháo được không? Được, vậy đâu ăn không ngày quen ăn quá trời. Chơi đừng quá thì sầu riêng. Phú Quốc mà trái cây vô mùa. Quá trời đâu bị gì đâu. Cái bụng mình quen rồi, quen ở đây rồi. Ngon quá. Cái tháng này, cái mùa này trái cây vô rồi, vô mùa. Cái mùa nhớ trái cây. Nhớ đó chồng ăn. Cái gì chồng cũng bị lên đường hả? Ăn xoài cũng bị lên đường. Bây giờ ăn quá cho ăn. Ăn sầu riêng, ăn mít thì cũng bị lên đường. Cái chồng toàn ăn ốc miêu không, không dám ăn nữa cho ăn. Quá trời mắng cục. Trái cây ngon quá các bạn ơi. Ngon quá, chia sẻ cùng các bạn nha. Sầu riêng này mà nó hột lép á. Cái vỏ cái cơm nó dày dày, cái hột nó lép xẹp rồi. Cái hột lép cái muối sầu riêng thiệt bự, cái hột nó lép xẹp rồi. Cái hột có chút xíu rồi. Ngon quá. Đâu còn bụng nếu mà ăn mỏi sao lại đi. Thôi đủ rồi. Chết rồi, lạc thêm muối nữa đi cơ. Ok. Muối nhỏ. Thôi đủ rồi. Nhiều quá. Đủ. Để con vợ ăn cái lo đậy lại. Để mình vợ ăn đi chứ, vợ quay phim. Vợ phải nâng nguyên em vợ ăn. Rồi, thôi, đủ rồi.